Em mới ở trại Xuân Lập ra. Mấy hôm trước có qua trại Bình Ca thăm thằng Ba. Nó có gửi cho anh lá thư. Mày là Hùng Đỏ à? Vâng. Tìm kiếm việc làm đây à? Thì em mới ở trong trại ra, chưa có việc gì làm. Nhờ anh nói với anh Tuấn Sứt một tiếng, xem có việc gì làm không. Thôi được rồi. Lấy tính mày là bạn của thằng Ba, tao nhận. Vậy thì tốt quá. Thế công việc mình là gì hả anh? Uống đi. Công việc chính của mày á, cửa hàng qua đường biên, đánh hàng gian rết ba ba qua đó, rồi mang rượu, thuốc lá, hạt điện tử về bên này. Thế thì thông với biên phòng, hải quan rồi chứ anh? Việc của mày ấy là vác. Mọi thứ khác ấy chưa đến lượt mày lo. Vâng. Anh này, em nghe nói trên này băng thằng Báu Cửu cạnh tranh nhà mình ghê lắm hả anh? Sao mày biết? Cái chuyện này thằng trẻ con ngoài đường nó cũng biết. Thế nó con chèn nhà mình lắm không anh? Gọi là tiên sư thì nó nghĩ mà vẫn được cay. Mà đợt vừa rồi ấy, nó tuyển mấy thằng cũng số má phết. Để ca kia yên tâm, thằng em có chút nghệ, cỡ dăm bảy thằng em ăn gỏi được. Được. Nếu mày tốt võ, anh cho Tháp Tùng làm vệ sĩ. Chuẩn cơm mẹ nấu luôn. Mà tuần trước bên nó vừa va bên mình xong, anh đang tính xử bọn này kiểu gì thì đúng lúc mày lên, mày tính sao? Anh cứ chấm thằng nào đi, em chỉnh hình cho nó luôn. Được, để anh tính. Này ca, em có chuyện muốn nói không? Ừ. Từ cái bọn Tuân Sứt mới tăng lên keng, em đã có cách. Cách gì? Mày nói đi. Đâm vào dao trắng, rút ra dao đỏ, không phải là thượng sách. Mượn tay cái bọn biên phòng, làm toang bể hàng của chúng. Như thế mới là cao mưu anh. Mày nói thì dễ, nhưng biết hàng bên đấy nó về khi nào? Đại ca cứ yên tâm, người của em đã chui ở bên nó rồi. Chỉ cần chờ lịch hàng về, phím cho đội biên phòng là xong. Xe xuống xe. Xe xuống xe. Ra xe ra sau lưng. Gọi anh Tân lên kem, giả cho cũ cho tao. Chào đại ca. Em chào anh. Mà đây thằng nào đây? Nó là thằng Hùng Nhọ, đang làm vệ sĩ cho em ạ. Mày thằng này chứ, ai cho mày đưa nó đến đây hả? Đại ca, nó biết thằng nào nó chơi nhà mình vụ vừa rồi ạ.
Thế mày biết được cái gì? Theo em biết thì là nhóm thằng báo cửu phím cho bên phòng bắt hàng của anh ạ. Có đúng thế không? Dạ đúng. Em có ông anh làm ở đồn 15, anh bảo thế. Nhưng tại sao nó biết được giờ giấc chuyển hàng của bên mình mà phím? Cái này thì em cũng biết, nhưng em nghĩ nó cho người theo dõi nhà mình. Đại ca, mời tránh ra. Mày có phải là chân trong của thằng báo kiểu không? Nói! Dạ không anh. Anh nói thế oan cho em quá. Em là người của anh Tàng mà. Đại ca, đại ca bình tĩnh. Thằng này nó vừa chạy xuân lập ra. Nó là bạn của thằng Va. Và thằng Va là đệ của em. Nó có lá thư tiến cử đó. Đây anh xem. Mày biết thằng nào trong biên phòng? Gọi điện cho nó. Mở loa ngoài cho tao nghe. Vâng. Alo, ai vậy? Alo, em Hùng Nhọ, con của dì Nhâm đây ạ. Gọi gì ấy mày? Vâng, anh ơi, cái vụ gì mà anh nói với em là thằng nào phím bắt hàng ấy nhỉ? Bữa tao nói với mày rồi mà. Dạ không, là do sếp em muốn nghe ạ. Nói sếp mày á, đi gặp thằng báo mà hỏi. Thế nha. Thằng chó này, chán sống rồi. Bố mày mà bắt được mày thì. Đại ca, phải xử đẹp thôi anh. À, hai anh nghe em nói. Thế em nghĩ là nên điều tra thật kỹ, xem có đúng là thằng báo kiểu phím hay không. Lúc đấy xử cũng chưa muộn. Thế theo chúng mày phải xử như thế nào? Đơn giản thế đại ca, cứ bắt một thằng bên thằng báo về, sẽ ra thằng nào phí mọi biên phòng. Được. Tao cho chúng mày đúng trưa mai phải bắt được một thằng bên kia mang về đây. Thế mang về đâu anh? Xưởng gỗ. Hỏi xong cho trôi xác luôn. Cắt tay nó gửi cho thằng báo cửu. Và nhớ là phải làm cho gọn vào. Vâng. Anh ạ, anh nói đại ca nguôi giận. Bây giờ mà thịt nhóm thằng báo cửu ra chuyện lắm ạ. Chắc chắn cấm cho vào việc. Rắc rối. Thôi rồi, đi đã, để anh tính. Mày làm cho thằng báo kiểu lâu chưa? Lưỡi của mày bị chó cắn mất rồi. Đứa nào đã phím được biên phòng bắt hàng của tao. Rồi! Mày vẫn không nói à? Thế nào? Đã chịu khai chưa? Khai! Lấy nước.
Tao cho mày một cơ hội cuối. Khai ra rồi tao tha cho mày về. Có phải chính là máu cừu đã phím cho biên phòng bắt hàng của bọn tao không? Tại sao chúng nó biết được đêm đó tao chuyển hàng? Em không biết. Thế tao đã nói với mày là mày khai ra rồi tao cho mày về với ông bà ông vải của mày chưa? Bình tĩnh. Bây giờ xảy ra mạng là bọn cờ truy ra mình ngay. Bây giờ tạm tha cho cái mạng chó của nó, nhưng phải cắt tai gửi về làm quà cho thằng báo cửu. Dạ.